Thưa quý vị và các bạn, đến với Kiên Giang thì chắc hẳn rất nhiều người cũng đã một lần nghe đến địa danh Ba Hòn, cái tên đã đi vào sử sách. Nơi đây có nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng, nhân vật nguyên mẫu trong tác phẩm Hòn Đất của cố nhà văn Anh Đức và đã được chuyển thể thành phim. Với vị trí địa lý khá đặc biệt, có núi non hùng vĩ, có biển cả xanh tươi, có đồng bằng phù sa màu mỡ, Ba Hòn, huyện Hòn Đất hôm nay như thay da đổi thịt từng ngày. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Hòn Đất là căn cứ kháng chiến cách mạng của huyện Châu Thành, Châu Thành A của tỉnh Rạch Giá và tỉnh Long Châu Hà. Đồng thời cũng là một trong những điểm dừng chân của con đường 1C huyền thoại. Đầu trận càn nó ác liệt như vậy thì có mấy anh em ngồi lại nói với nhau là xác định là đây là trận càn hết sức là ác liệt. Thì mình sáu tay súng thì cho hy sinh 4, còn lại sống 2 thôi. Do đó mà chúng tôi quyết liệt chiến đấu cũng như tất cả các cơ quan ban ngành đã đọ sức với kẻ thù rất nhiều trận nhưng mà chúng không chiếm được hang. Và cuối cùng rồi chúng tôi bảo vệ được hang, không những thế mà còn tiêu diệt được địch rất nhiều. Ngay hang quân y chúng tôi cũng là tiêu diệt được địch như thế là 681 tên địch. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòn Đất được xem là pháo đài của lòng kiên trung, ý chí bất khuất của quân và dân xứ Ba Hòn trước mưa bom bão đạn. Hơn 30 năm kháng chiến trường kỳ gian khổ, đã có gần 1.000 người con ưu tú đã hy sinh tại mảnh đất này. Trong đó có nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng. Biết lọt vào tay giặc là cái chết cận kề, bọn chúng tra tấn chị rất là dã man và chị vẫn kiên quyết một mực không khai. Bọn chúng đã dùng nhiều nhục hình kể cả dụ dỗ chị và sau đó bọn chúng đã tra tấn chị dã man và đến khi lúc chị hy sinh. Ở trường học chúng em được học rất nhiều về chị Phan Thị Ràng, nhưng khi đến đây được nghe thuyết minh rõ hơn về chị, được tìm hiểu sâu hơn về lịch sử thì em càng tự hào hơn. Đến tham quan khu di tích Hòn Đất, điểm dừng chân đầu tiên của du khách là khu mộ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng, người nữ miền Nam thành đồng tổ quốc. Chị tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1950. Đến tháng 1 năm 1962, chị bị bắt, tra tấn dã man và hy sinh dưới chân núi Hòn Đất khi vừa bước sang tuổi 25. Những trận đánh quyết tử cho tổ quốc quyết sinh diễn ra tại Ba Hòn như trận 11 ngày đêm, 78 ngày đêm, 132 ngày đêm. Nhưng quân và dân ta vẫn khắc phục mọi khó khăn gian khổ, chiến đấu để giành lại hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc. Được quay trở lại đây, em cảm thấy vô cùng tự hào về quê hương của mình. Mặc dù đã đến đây rất nhiều lần, nhưng với sự bày xếp trang trí cùng với những hình ảnh đã ghi dấu ấn và sâu sắc đối với em. Đối với em thì đó là một sự tự hào vô cùng lớn lao bởi những chiến công vô cùng lẫy lừng sâu sắc đã làm cho em biết ơn và cảm thấy mình thật vinh dự khi là người con của Hòn Đất. Để giúp cho du khách hiểu thêm về truyền thống lịch sử địa phương, những năm gần đây, huyện Hòn Đất đã quan tâm đầu tư chỉnh trang khuôn viên khu di tích, hệ thống sân nền, xây dựng nhà trưng bày, bố trí sắp xếp lại những hình ảnh, những hiện vật, những sản phẩm làng nghề truyền thống, nhằm tái hiện một cách chân thực nhất về quá trình chiến đấu bảo vệ tổ quốc, kiến thiết xây dựng quê hương Hòn Đất ngày càng giàu đẹp, văn minh. Khi đến hang quân y, muốn vào sâu trong hang, du khách sẽ được trải nghiệm thực tế, phải len theo từng ngách đá ngoằn ngoèo, trong hang rất ẩm thấp, điều kiện khó khăn. Thế nhưng những cán bộ chiến sĩ của ta năm xưa vẫn bám trụ để chiến đấu cho đến ngày đất nước thống nhất. Em đã nghe những cô chú anh chị nói về hang quân y, một cái nơi rất là khắc nghiệt, rất là thiếu thốn những cái trang thiết bị. Nhưng mà thực tế em đến đây thì điều đó là thật. Khi em vừa bước xuống hang quân y trong một thời gian rất là ngắn thì em đã cảm nhận được cái không khí ở đây nó rất là ngột ngạt. Mình đã cảm thấy là mình rất là tự hào về quê hương xứ sở của mình và mình sẽ cố gắng tìm hiểu và tìm tòi thật là nhiều về lịch sử địa phương, về các thắng cảnh của địa phương để bổ sung vô kiến thức để mà có cái bài thuyết minh thật là lưu loát, thật là ấn tượng. Những hố bom xưa nay là hồ hoa sen, hoa súng. Nó được bao bọc xung quanh là vườn dừa, vườn xoài xanh tươi. Đây là những giống cây trồng đặc trưng của vùng đất này. Những năm gần đây, huyện Hòn Đất đã quan tâm đầu tư hệ thống đê bao khép kín, những công trình thoát lũ ra biển Tây đã phát huy tác dụng nên tình hình sản xuất của người dân vô cùng thuận lợi. Rất may mắn là tôi còn được sống sót
mà đứng đây để nói lại những cái chuyện là chiến tranh đã qua. Thì trong chiến tranh thì chúng ta đã biết rồi, sự tàn phá của bom đạn đó là xóm làng sẽ sơ sát và tan thành. Sau hòa bình ra thì hiện nay đời nhân dân đã sang, đã kiến thiết, đã sửa sang, là địa phương đã quan tâm và chăm sóc đời sống của nhân dân đã được vươn lên ngày càng là đàng hoàng hơn. Hòn đất đẹp không chỉ bởi núi non biển cả mà còn đẹp bởi những trang sử hào hùng của ông cha ta đã đi vào lòng biết bao thế hệ. Người dân hòn đất hôm nay rất đổi tự hào, quyết tâm thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Cùng với những quyết sách đúng đắn, đảng bộ, chính quyền và nhân dân hòn đất quyết tâm vực dậy nền kinh tế, phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có, góp phần thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, phấn đấu đưa huyện Hòn Đất đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.